được bao nhiêu kiện? 7. Thank you.
Ok, đã tới Tràm Cân nha mọi người. Đã thử xác ai đoán được chính xác nha. Này ba anh em, bốn anh em đoán là mỗi người khác nhau. Ok. Rộp lẹ sẽ có. Ba tấn rưỡi, chính xác. Sẽ cho trôn là 3 tấn 4. Vô lại có 3 tấn 4. Ok. Đã cân xác xong nha anh em. Đây, mình quay cho anh em nè. Xác xe là nằm trong 3 tấn 410 kg. Còn nếu mà thêm cáp với lại cho thêm là cáp với lại phụ kiện đi kèm xe nữa là cho là 3 tấn rưỡi nha mọi người. Là ok. Ok, xe đã cần xong xuôi. Cứ coi cô. Ok, giờ anh em mình chuẩn bị sẽ về trường nha mọi người. Nay tiếp tục gara bên mình, gara cưa ban đã hoàn thiện xong siêu phẩm xe công nông cho anh Jim KB. Đấy, là một cái tên idol cho mọi người. Đây, đã dán logo và tên, đã sơn xong nha mọi người. Xe này là hôm qua đã test thử xong, cân xác xe xong, hôm nay đã hoàn thiện. Hôm nay bàn giao xe này cho anh Jim về đón năm mới. Một chiếc siêu phẩm xe công nông. Xe công nông đầu dọc nha mọi người. Xe này là thùng bàn. Rộng dài 3m6. Dài 3m6, rộng 2m2 nha mọi người. Quên, rộng 2m1 nha mọi người. Chiếc này là rộng 2m1. Dài 3m6. Ok. Chiếc xe được trang bị hai còi ống. Còi hơi chạy ra le, có pha đèn luôn. Đèn led đầy đủ nha. Xe này mà đi ban đêm là nhìn rất là đẹp nha mọi người. Tại vì trang bị đèn trang trí đồ chơi đầy đủ hết. Xe làm bài bản nha. Có nháy còi Music 18 Pro phiên bản mới 2024 đã nâng cấp. Rồi, máy này là máy trong pha 40 nha anh em. Xe này là được làm rất là kỹ càng nha. Nói chung là mấy anh em thợ gara bên mình làm bỏ ra công càng làm rất là kỹ nha anh em. Nói chung là xe được phục vụ cho anh Jim là kỹ càng. Nói chung là xe cho anh em tham khảo. Xe này xài hộp số sau cấp nha anh em. Hộp lai là hộp lai bên mình làm nhé. Hộp lai là hộp lai nâng cấp nha. Cũng là hộp lai thông dụng. Hộp lai là bên chuyên gara bên mình làm là bảo chắc cho anh em. Còn nếu mà sự cố hoặc là nó hư hỏng á, cái đó thì tùy theo thời gian nha anh em. Còn tuổi thọ của nó tùy theo thời gian nữa. Còn về cái độ chắc chắn là bên mình làm luôn luôn là chắc chắn rồi. Còn độ bền hay không là nó phải tùy thuộc vào thời gian của anh em sử dụng. Đấy. Đây, còn cách đăng là đầu cơ là làm kiểu bắt ốc trực tiếp luôn, không làm đuôi cá.
nó sau này anh em sửa chữa hoặc tháo hộp số là rất là nhàn nhá anh em. Đấy, xe này là ngắt cầu lai là xài bằng hơi nhá. Đấy, bằng hơi. Đấy, rất là mạnh. Còn bộ ngắt hơi này không phải bộ ngắt hơi hàng bình thường đâu mọi người nhá. Bộ ngắt hơi này là chuyên về đồ xịn hết mọi người nhá, không phải hàng bình thường. Đấy. Ok. Còi xi nhan đầy đủ. Em đi cái lồng thử coi là coi rồi. Đây cho mọi người xem thử coi nha. À, mát. Lấy chế độ cứ xem nhé. Ok, test coi nhá. Rồi đổi chế độ đi. Còi phá xóm phá làng. Ok. Để máy đi. Máy này là xài bình lớn nha anh em. Bình này là bình 150 50A bình khô. Cái là đội là. Ông đây mẹ rịch tầng cho mọi người xem nghe tiếng máy luôn nha. Đấy. Ok. Thơm là. Ê. Thì vực bèn là tụi anh. Hả? Đó, cứ tắc khoa. Đó. Thì nó mới khỏe. Ok, thử đi. Đó. Rồi, ok. Đây, chuẩn bị giao xe. Đây, trước mặt chúng ta đây là anh Jim. Đây. Cho anh chủ xe lên xe luôn. Đấy. Rồi, cho anh Jim thử siêu phẩm luôn. Đây. Xe cho anh em. Xe sớm nha mọi người, tại vì mai là chuẩn bị đón năm mới. Ok. Đây. Rồi mình quay tư vấn cho anh em nha, xe này là xài tời lớn nha anh em. Giao xe sớm nha.